Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm sẽ xoay sở ra sao trong việc nội trị và đối ngoại? Ngày 9 tháng 8, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nam Gia. Liệu ông Tô Lâm có thành công hay không? Tác giả so sánh, ông Võ Văn Thưởng trúng cử chức Chủ tịch nước với tỷ lệ 98,38%. Ông Tô Lâm vượt lên theo tỷ lệ 99,97%. Tổng trọng khi được bầu làm Chủ tịch nước, tỷ lệ 99,97%. Ông Tô Lâm đạt mức 100%. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản, tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm là người duy nhất đạt được sự tín nhiệm đến mức tuyệt đối. Tác giả cho biết, trong hai vai trò mới, ông Tô Lâm đã nhận được lời chúc mừng của nhiều quốc gia. Giới quan sát nhận thấy có hai quốc gia đang khó ở với nhau là Hoa Kỳ và Nga đều gửi lời chúc mừng. Tác giả trích dẫn báo Thanh niên cho hay trong cuộc họp báo sáng ngày 3 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng như thời gian qua, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Hệ quả là một loạt cán bộ cấp cao bị đề nghị kỷ luật, trong đó có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Trước đó ngày 3 tháng 8, ông Khái đã bị cho thôi các chức vụ trong đảng cùng nhiều cán bộ cấp cao khác. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Chẩu Văn Lâm. Khác với các ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, ông Khái bị chỉ đích danh sai phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Điều này gần như đồng nghĩa rằng, ngoài việc phải chịu kỷ luật đảng, ông Khái còn phải đối diện với quan tòa về các vi phạm bị nêu ra. Và đây là hình tân tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận xét, bước đầu ông Tô Lâm cho thấy sự thành công trong vấn đề nội trị với tư cách tân tổng bí thư chủ tịch nước. Đây cũng là mô hình của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc từ năm 2013 đến nay. Một trong các ưu điểm của chế độ độc tài toàn trị là tạo ra được ekip ưng ý để khai triển tư tưởng. Tác giả cũng cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026, việc sửa đổi điều lệ đảng là một phần quan trọng. Do đó, giới quan sát có lẽ cũng trông ngóng vấn đề này để tìm xem tư tưởng Tô Lâm. Ông Tô Lâm có thể được xem là nguyên thủ quốc gia có thực quyền đầu tiên của Việt Nam tính từ nửa thế kỷ qua. Tuy vậy với vai trò một nguyên thủ quốc gia, hầu hết những nhà nghiên cứu đều đồng thuận rằng sự thành công hay thất bại của lãnh đạo phải thể hiện qua hai lĩnh vực nội trị và đối ngoại. Tác giả nhận định với quyết tâm sắt đá chống tham nhũng, Tô tổng cho thấy có hy vọng hơn một chút. Tuy nhiên văn hóa Việt Nam có câu một người làm quan cả họ được nhận. Liệu ông Tô Lâm có vượt qua nỗi hàng rào kiên cố này hay không? Có lẽ cần thêm một khoảng thời gian. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về chính sách đối ngoại được ghi trong Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, cũng như các bộ lực liên quan, thì việc Việt Nam muốn làm bạn với thế giới cùng chính sách 4-0 chắc chắn sẽ gây khó khăn rất nhiều cho Tô Tổng. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phương Tây đối với Ukraine dễ khiến cho ông Tô lâm rất khó xử bởi bên nào cũng là bạn tốt nước Nga đã là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam từ năm 2012, còn Hoa Kỳ vừa có tư cách đó vào năm 2023. Cũng như vấn đề nội trị, có lẽ cần thêm một khoảng thời gian để ông Tô Lâm tỏ rõ tài năng trong vấn đề đối ngoại. Bởi việc phủ nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường mới đây từ Hoa Kỳ là kết quả của người tiền nhiệm cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tân tổng bí thư Tô Lâm sẽ xoay sở ra sao trong việc nội trị và đối ngoại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tân Tổng Bí Thư khởi động ngay chiến dịch đốt lò nhằm để răng đe và củng cố quyền lực ngày 10 tháng 8, VOA tiếng Việt bình luận tại sao ông Tô Lâm vừa lên 4 ủy viên trung ương mất chức. VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát chính trị. Theo đó, việc có đến 4 ủy viên trung ương đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ vừa là động thái răng đe nhằm củng cố quyền lực của ông Tô Lâm. Các ủy viên trung ương phải ra đi gồm có Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tuyên Quang Chậu Văn Lâm. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, thông cáo được Trung ương đảng phát đi sau hội nghị ngày 3 tháng 8 cho biết, bốn lãnh đạo này có một số vi phạm, nhưng không nói rõ là vi phạm gì. Trước đó cùng ngày, hội nghị Trung ương đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối là 100% để suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm người lãnh đạo tối cao của đảng thay cho ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời. VOA cũng cho biết, tại cuộc họp báo sau đó, tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Việc một loạt ủy viên trung ương phải ra đi ngay ngày Tô Tổng lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. VOA dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho rằng ông Tô Lâm cờ đến tay là Phớt và Phớt một cách rất quyết liệt. Và đây là hình tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Quang A nhận định rằng nó có thể là lời răng đe đối với những người khác rằng từ nay đến đại hội 14 thì việc sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay Tổng Bí thư mới. Theo ông Quang A, động thái này chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên Trung ương phải sợ ông Tô Lâm. Ông dẫn chứng Mặc dù trong buổi chiều cùng ngày, bốn ủy viên trung ương bị mất chức, nhưng buổi sáng họ vẫn cùng toàn thể trung ương đảng bỏ phiếu cho ông Tô Lâm. Nhìn bên ngoài, việc loại bỏ bốn lãnh đạo trên gửi thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng vốn là di sản của tổng trọng. Ông Quang A nói thêm, việc đảng không công bố vi phạm của bốn ủy viên trung ương bị mất chức đã không hề làm cho người dân tin tưởng và quyết tâm chống tham nhũng của tổng bí thư mới. Người dân cho rằng các ông ấy đang đánh nhau do chế độ độc tài sinh ra tham nhũng và không thể chống tham nhũng, nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng là để loại bỏ những người không theo ý mình. VOA dẫn tiếp nhận định của luật sư Lê Quốc Quân từ Hoa Kỳ cho rằng đây là động thái củng cố quyền lực của Tô Lâm. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Quân lưu ý việc báo chí Việt Nam dùng từ suy tôn để mô tả việc ông Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư. Về thông báo kỷ luật ngay ngày ông Tô Lâm lên nắm quyền, ông quân phân tích. Nó củng cố quyền lực ngay lập tức, củng cố quyền lực một cách quyết liệt và đưa ra một thông điệp là sẵn sàng xử lý bất cứ đối tượng nào. Luật sư quân cho rằng thông điệp chống tham nhũng của ông Tô Lâm công khai, rõ ràng và mạnh mẽ là ông ấy sẽ đi theo đường hướng của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Trọng đã triệt hạ các đối thủ để giờ đây đường ông ấy rộng thênh thang, để ông ấy tiếp tục bước lên vị trí cao hơn luật sư quân nhận xét, bây giờ dân chúng đã nhìn rất rõ, họ thấy không phải kỷ luật là chống tham nhũng, mà chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau nhằm củng cố quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tân Tổng Bí Thư khởi động ngay chiến dịch đốt lò nhằm để răng đe và củng cố quyền lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới